Với kênh Thánh Đa, trong video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án Mining Henichen. Để tham gia vào dự án thì các bạn sẽ vào link này thì dẫn trực tiếp anh em đến trang tải app Asanafi APK anh em nhé. Tải xong sau đó thì chúng ta sẽ nút sign up để chúng ta đăng nhập. Chúng ta tạo tài khoản thì ở đây phần riêng phần referral code ấy, thì chúng ta điền cho mình cái referral code. Các bạn sẽ điền cái referral code mình để phía dưới phần mô tả video nhé. Hai bục này thì các bạn bật lên này. Đấy, điền email để bắt gột các thứ nhé. Rồi chúng ta sẽ nhận được một cái code về email và các bạn mở email ra, các bạn điền code lại xác nhận, sau đó thì các bạn sẽ đến cái giao diện này, chúng ta sẽ ấn vào sign in with passcode, các bạn điền thông tin để đăng nhập nhé. Bây giờ các bạn sẽ nhận được một cái mail code, các bạn vào trong cái mail các bạn lấy cái code ở trong email các bạn điền vào nữa là các bạn đăng nhập được thôi. Rồi chúng ta đến với cái phần trang chính này thì các bạn sẽ claim, trước tiên là các bạn sẽ claim reward hàng ngày. Tôi cần vào phần mining trước đi mình. Chúng ta mine trước đã. Không được nhỉ. Click activity. Đây. Không được. À đây activity đây. Claim to đây này. Rồi. Rồi claim phần này, sau đó chúng ta sẽ sang phần mining. Phần min link thì tiếp theo là các bạn upgrade item và zero pass upgrade này. Được ta. À các bạn sẽ kéo xuống dưới này, đi nó lại trang thì nó mới cập nhật ở trong cái số dư các bạn token nhá. Sau tao ta sang phần min link. Bây giờ thì mới upgrade được này. Mình thử min xem nào. Rồi min thành công rồi đây. Rồi claim nhé. Nó chưa cho claim anh em ạ. Để mình thử, cố gắng mình thử update xem nào. Nó vẫn chưa cho update luôn. Đấy. Bây giờ các bạn có thể kết nối một số các tài khoản mạng xã hội và tạo ví nhé. Đây mình đã tạo một cái ví này. Ok. Đấy, general, đây là cái địa chỉ ví này. Có thể tạo một cái nickname vào đây. Rồi, ok. Hiện tại nó cho nó chuyển nội bộ rồi này. Các cái phần update khác thì mình cũng đang tìm hiểu thêm. Nói chung là anh em cứ tự tìm ta đào thôi. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở tiếp theo.